Kính thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Trao đổi hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Trường Đại học Tài chính Marketing và Học viện Tài chính. Tham dự buổi tọa đàm có sự hiện diện của lãnh đạo các đơn vị Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính Marketing và kết nối trực tuyến với Trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi. Tọa đàm được tổ chức để trao đổi, tìm kiếm các giải pháp để tiến tới hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Tài chính trong bối cảnh sự cạnh tranh khốc liệt giữa các trường đại học trong và ngoài nước. Phát biểu chỉ đạo tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thủy Tiên, Chủ tịch Hội đồng trường UFM nhấn mạnh về vấn đề hợp tác, hội nhập quốc tế không thể quản trị đại học theo mô hình cũ mà phải đổi mới dựa trên nền tảng số, tập trung đa dạng hóa các loại hình đào tạo, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên, vân vân. Tiến sĩ giảng viên cao cấp Nguyễn Đào Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính đặt vấn đề về công tác đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác giữa 4 đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính. Trình bày tham luận tại tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thanh Hoàng, trưởng ban quản lý khoa học Học viện Tài chính nêu rõ ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu khoa học trong môi trường đại học. Hai đơn vị cần nghiên cứu rõ điểm mạnh của các bên để có sự phối hợp chặt chẽ và nâng cao chất lượng nội dung, quy mô các nghiên cứu. Đồng thời, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thanh Hoàng còn đặt vấn đề về việc sử dụng cơ sở vật chất của cả hai bên, tận dụng những lợi thế sẵn có để khắc phục những khó khăn nội tại. Tiến sĩ Huỳnh Thế Nguyễn, trưởng phòng quản lý đào tạo của Trường Đại học Tài chính Marketing, kiến nghị nhanh chóng xây dựng chương trình hành động giữa hai đơn vị hướng tới đào tạo đa tầng, đa ngành phù hợp với xu thế hiện nay, khai thác thế mạnh của hai bên để tận dụng nguồn lực, điển hình như các cơ sở đào tạo có thể thông qua hợp tác để công nhận kết quả học tập, trao đổi sinh viên theo thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công nhận một số học phần giữa hai bên trong chương trình đào tạo sau đại học theo thông tư số 23. Tại buổi tọa đàm, các thầy cô của hai đơn vị cũng đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, tiến tới hoàn thiện các nội dung để hai bên ký kết hợp tác toàn diện trong thời gian sớm nhất.